Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tìm hiểu về việc đóng thuế thu nhập của Việt Kiều khi về cư trú tại Việt Nam. Tìm hiểu hát bài chòi ở Hội An. Khám phá chuyến tác nghiệp của nhóm phóng viên sản xuất ký sự Vùng Biên tại Hà Giang. Khánh thành chùa Việt tại Ba Lan. Một kết nối tuần này sẽ cùng quý vị gặp gỡ với Đào Quang Vinh, người góp phần kết nối người Việt ở Đức và ở Việt Nam qua những hoạt động về Phật giáo. Sau đây là nội dung chi tiết. Chương trình tuần này của chúng tôi sẽ mở đầu bằng thắc mắc của một khán giả là Việt Kiều Mỹ với nội dung: Tôi là Việt Kiều Mỹ về làm đại diện văn phòng tại Việt Nam. Thời gian có mặt tại Việt Nam từ 10 đến 11 tháng một năm. Tôi được hãng trả tiền bên Mỹ và đã khai thuế thu nhập hàng năm ở bên Mỹ. Vậy tôi có phải khai thuế thu nhập tại Việt Nam không? Nếu phải đóng thuế thì có được trừ số thuế đã nộp bên Mỹ không? Phóng viên Nguyễn Huyền của chương trình đã tìm câu trả lời cho thắc mắc này. Mời quý vị cùng theo dõi. Về câu hỏi này thì chúng tôi xin trả lời. Thứ nhất, cá nhân này là Việt Kiều sống ở Mỹ nhưng mà có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thời gian ở Việt Nam là từ 10 đến 11 tháng, có nghĩa là trên 183 ngày. Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân, thông tư số 84 và thông tư số 62 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Và cá nhân cư trú được khái niệm như nào? Cá nhân cư trú là cái thứ nhất, tiêu thức thứ nhất là ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch, và tiêu thức thứ hai là có cái nơi ở, có nhà thuê hoặc nơi ở thường xuyên tại Việt Nam vân. Nhưng trong trường hợp Việt Kiều ở Mỹ này thì họ sẽ thuộc trường hợp thứ nhất là có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên. Và cho nên thu nhập ở đây sẽ được tính thuế cho thu nhập ở toàn cầu là thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh tại Mỹ trong cái năm mà đến Việt Nam 183 ngày trên 183 ngày đó. Vậy như vậy là anh Việt Kiều này sẽ là đối tượng cư trú tại Việt Nam và nộp thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Tuy nhiên, trong trường hợp anh lại có thu nhập ở Mỹ, có thể cả cái thu nhập khác hoặc là một phần thu nhập của tiền lương tiền công, thì theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thực hiện, thì khi quyết toán thuế thì anh sẽ được trừ cái phần thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở Mỹ rồi và sẽ xuất trình các cái chứng từ, các cái biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân, thì cái phần thuế thu nhập ở Mỹ sẽ trừ đi, sau đó sẽ nộp thuế theo biểu thuế của Việt Nam, và đương nhiên cái phần trừ đi đó không quá trừ, không vượt quá cái phần biểu thuế quy định của luật thuế Việt Nam. Việc xác định số thuế phải nộp tại Việt Nam đối với cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập tại Việt Nam được quy định tại thông tư số 84 năm 2008 và thông tư số 62 năm 2009 của Bộ Tài chính. Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm những quy định cũng như hướng dẫn thi hành một số điều luật của thuế thu nhập cá nhân tại hai thông tư này. Có nghĩa là khi về Việt Nam thì khi anh có thu nhập tại Việt Nam thì anh vẫn đóng thuế Việt Nam bình thường, nhưng khi thực hiện quyết toán thuế năm cuối năm thì các cá nhân phải thực hiện kê khai quyết toán thuế. Như vậy trong trường hợp này anh sẽ được là trừ đi tiền thuế đã nộp ở nước ngoài, đúng không ạ? Vậy thì anh phải xuất trình các cái biên lai chứng từ nộp thuế tại Mỹ á, và đó là căn cứ pháp lý để cơ quan thuế Việt Nam sẽ giảm trừ cái phần tương ứng với lại phần thuế đã kê khai nộp thuế ở Mỹ rồi, để đảm bảo nguyên tắc là người nộp thuế không bị đánh thuế chung ở hai quốc gia và chỉ đánh thuế ở một quốc gia là thôi. Hội An, tỉnh Quảng Nam không chỉ nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước về khu phố cổ, ẩm thực, mà còn được biết tới những hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn. Tối thứ Bảy hàng tuần, đông đảo người dân, du khách tập trung bên bùng binh An Hội để chơi bài chòi. Nếu ai đã từng chơi bài chòi thì sẽ biết vì sao cả người già lẫn trẻ đều mê trò chơi này. Mời quý vị khán giả cùng phóng viên chương trình tham gia vào trò chơi dân gian đặc sắc của người Hội An trong đêm phố cổ. Hàng đêm trong khoảng sân rộng giữa phố cổ Hội An, rộn lên âm thanh của trống nhị, lời ca dân gian miền Trung, hòa cùng tiếng reo hò của người chơi trong trò chơi dân gian hát bài chòi.
Hát bài chòi là một bộ môn văn hóa dân gian lâu đời và là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân miền Trung nói chung và Quảng Nam nói riêng. Từ Quảng Bình tới Huế và kéo dài vào Phan Thiết, đi đến đâu, loại hình văn hóa này đều được công chúng nồng nhiệt tham gia. Đối với người dân Hội An, hát bài chòi bấy lâu nay đã trở thành một phần hồn của người dân phố hội. Trò chơi bắt đầu từ 18:30 cho đến 21:00 hàng đêm. Ngày xưa đó thì các cụ chúng ta thường hay chơi là những cái đình, cái chùa. Trong đó người ta sẽ đốn dừa nước như thế này, người ta làm cái chùa trong cái đình, rồi sau đó người ta sẽ trò chơi trải chiếu chơi. Cái hoạt động bài chòi này thì là cách đây từ thế kỷ 17-18, nhưng mà qua thời gian nó rất là mai một, thì hiện nay cũng trở lại đây, bắt đầu chúng tôi bắt đầu khôi phục lại từ cái ngày mà Hội An được công nhận UNESCO nhận là di sản văn hóa thế giới. Xuất khẩu đầu tiên chúng tôi xin phép được bắt đầu. Sở dĩ gọi là hát bài chòi bởi hoạt động văn hóa dân gian này diễn ra dưới những chòi lá. Bài chòi là sân chơi của những ván cờ. Mỗi ván cờ gồm có 30 quân cờ với 30 tên gọi khác nhau, được chia thành 10 loại thẻ gỗ để người chơi tự lựa chọn trước khi cuộc chơi bắt đầu. Phục vụ cho hoạt động hát bài chòi là tổ bài chòi gồm hai nhân vật chính là anh Hiệu, chị Hiệu cùng anh Trống, anh Nhị, làm trò chơi tăng thêm phần hứng phấn. Cuộc chơi bắt đầu diễn ra khi anh Hiệu bước đến ống thẻ cái, lắc mạnh nhiều lần. Khi các quân bài đã trộn lẫn vào nhau, anh Hiệu rút một quân bài và hát những câu hát liên quan đến quân bài đó. Những bài hát được lựa chọn là những câu hát ghẹo, hát đối, hát dân ca của miền Trung Quảng Nam. Người chơi hồi hộp chờ đợi, tên những con bài đang nằm trong tay anh Hiệu được xướng lên. Mỗi lần hát trúng quân bài, người chơi được tặng một cờ. Nếu người chơi thắng được 3 cờ thì xem như thắng cuộc. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc trong hội bài chòi thường là một chiếc đèn lồng Hội An để du khách làm kỷ niệm. Chơi bài chòi không quan trọng chuyện được thua, mà thú vị ở chỗ cùng thưởng thức những câu hát trầm bổng, nhịp nhàng. Chính vì tính dân dã, mộc mạc và vui nhộn nên trò chơi dân gian này thu hút rất nhiều người xem và tham gia. Thế rất là vui, rất hào hứng và pha chút hồi hộp. Khi mình ngồi ở dưới mà đọc những cái quân cờ, mình rất là hồi hộp, không biết là cái số của mình có được hay không ạ. It's very interesting and exciting for us. It looks a little bit like same kind of games in Finland where we come from. Mình và bạn bè cảm thấy rất là vui. Mình là người sinh ra và lớn lên ở Hội An luôn. Nhưng mà không phải vì thế mà mình không có thích những cái trò chơi ở Hội An. Thì mình rất là thấy phấn khích và mình rất là thường xuyên đi tham gia những cái trò chơi như thế này. Thì khi nào mà bạn bè của mình mà có dịp về Hội An, mình đều dẫn bạn bè mình đến chơi cái này. Đây là một trò chơi dân gian mà mình cũng thật sự không biết là nó có từ khi nào, nhưng mà rất là lâu là xưa rồi. Mà trò chơi này có thể là cho trẻ em cũng chơi được và người lớn cũng chơi được, nên nó tạo ra cái sự hòa đồng và gắn kết mọi người trong xã hội. Nên là tất cả tầng lớp đều có thể về đây và vui chơi rất là thoải mái. Điểm độc đáo của hát bài chòi là một diễn viên có thể thủ một lúc nhiều vai, cùng với vài nhạc cụ thô sơ phụ họa mà đủ sức lôi cuốn khán giả thích thú theo dõi. Hát bài chòi đem đến không khí sôi động mà không hề làm mất đi vẻ đẹp yên bình rất đặc trưng của Hội An. Ký sự vùng biên, một chương trình mới của VTV4 vừa ra mắt khán giả vào cuối tháng 7 này. Ý tưởng ký sự vùng biên bắt nguồn từ chương trình Núi Sông Bờ Cõi, một chương trình chính luận về biên giới hải đảo Việt Nam. Ký sự vùng biên sẽ đặc biệt hơn với những câu chuyện về đất và người, nơi phên dậu của Tổ quốc. Chương trình là bức tranh sinh động, chân thực về đời sống của bà con các dân tộc, câu chuyện về người lính biên phòng và những khoảnh khắc thiên nhiên, cảnh vật nơi biên giới. Chúng tôi đã theo chân phóng viên để tìm hiểu quá trình thực hiện ký sự này. Để chuẩn bị lên sóng những tập phim đầu tiên vào tháng 7, từ nhiều tháng trước, đoàn làm phim tài liệu Ký sự vùng biên của phòng đạo diễn và quay phim Ban truyền hình đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam đã bắt tay vào ghi hình tại nhiều địa điểm. Khảo sát kỹ, lên kế hoạch chi tiết, cộng với những thiết bị khá đặc biệt. Đoàn làm phim mong muốn qua series phim, khán giả truyền hình có thể cảm nhận toàn diện nhất những nét đẹp thiên nhiên, nét đẹp văn hóa,
đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở những vùng đất tạo nên vành đai của giải đất hình chữ S. Tôi nghĩ rằng là nếu chỉ để đi và kể thì nó chưa đủ. Và chúng tôi muốn đi và tìm lại cả những câu chuyện cũ, những cái câu chuyện lịch sử nơi đường biên đó. Bên cạnh đó thì cũng vẫn phản ánh một cái thực trạng của ngày hôm nay, cái bộ mặt biên giới ngày mới nó như thế nào, cuộc sống ở nơi đó của những con người nơi đó làm sao. Di chuyển nhiều ngày, vượt qua những cung đường khó đi cùng với máy quay và nhiều thiết bị ghi hình, những hình ảnh như thế cũng đã trở thành một phần quen thuộc trong cả quá trình sản xuất loạt phim tài liệu về vùng biên ải này. Cũng vì tranh thủ và tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi nên đến bất kỳ địa điểm tác nghiệp nào, cho dù vừa phải vượt qua nhiều giờ di chuyển khó khăn, cả đoàn làm phim vẫn ngay lập tức triển khai ghi hình. Tôi phản ánh về cuộc sống cũng như văn hóa của đồng bào vùng cao, đặc biệt là đồng bào ở các nguyên đá Hà Giang. Và chúng tôi chọn thời điểm nó liên quan gắn liền với lại cái cuộc sống của họ, cũng như là các cái nét văn hóa của họ. Ví dụ như vào ngày 27 tháng 3 âm lịch thì có cái chợ tình Khâu Vai, thì chúng tôi chọn cái thời điểm để chúng tôi lên. Trao chuốt từng hình ảnh, những tập phim đầu tiên của Ký sự vùng biên sẽ chuyển đến khán giả cảnh đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây và đặc biệt là cuộc sống gian khổ, can trường của những con người bao đời nay làm chủ và gìn giữ vùng đất địa đầu Tổ quốc. Đứng trước mỗi một cái phong cảnh của đất nước mình thì tôi nghĩ là tất cả những người làm truyền hình, nhất là những người làm nhiều về hình ảnh như chúng tôi đều xúc động. Và một con đường và một dãy núi với một cái không gian đẹp như thế này mà nó lại có cả ý nghĩa về nhiều câu chuyện ở trong đó nữa thì tôi nghĩ rằng là xứng đáng để mình mất công làm những hình ảnh thật cầu kỳ và đẹp. Riêng trong tập phim đầu tiên có tên gọi Lên cực Bắc nước mình, khán giả sẽ cùng đoàn làm phim đi trên những cung đường quanh co để đến với những di tích lịch sử như phố cổ Đồng Văn, nhà Vương và đặc biệt là cột cờ quốc gia Lũng Cú, niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Để thực hiện tập phim này, đoàn làm phim đã phải ghi hình cả mùa đông và mùa hè. Tập đầu tiên của series phim tài liệu Ký sự vùng biên phát sóng vào lúc 11 giờ ngày 20 tháng 7 trên VTV4. Các tập tiếp theo sẽ phát sóng cách tuần. Mời quý vị đón xem. Người Việt Nam tại Ba Lan, cộng đồng người Việt tại nhiều nước Đông Âu và những người yêu đạo Phật sẽ có một nơi để sinh hoạt tâm linh vào năm tới, đó là ngôi chùa Nhân Hòa. Lễ đặt đá xây chùa Nhân Hòa vừa được tổ chức long trọng ở ngoại ô thủ đô Warsaw, Ba Lan. Đây sẽ là nơi gắn kết cộng đồng người Việt trong những dịp Phật sự, ngày lễ Tết cổ truyền. Khi hoàn thành, đây sẽ là ngôi chùa có quy mô lớn của cộng đồng người Việt tại châu Âu. Nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam đã chứng kiến lễ khởi công ngôi chùa này. Sau gần 3 năm chuẩn bị và xin giấy phép, mái chùa của người Việt tại Ba Lan bắt đầu được hiện thực hóa. Lễ khởi công xây chùa Nhân Hòa tại thủ đô Warsaw được tổ chức long trọng dưới sự chứng kiến của hơn 1.000 người Việt Nam sinh sống tại Ba Lan và Đông Âu. Xây một cái chùa cho cộng đồng người Việt tại Ba Lan này thì nó xuất phát được cách đây 20 năm rồi. Khi đó rất nhiều bà con tụ lại đây làm ăn và nghĩ đến vấn đề xem như Ba Lan là quê hương thứ hai, cho nên là phải nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào để có một cái ngôi chùa cho bà con tụ tập sinh hoạt tâm linh. Đây sẽ là ngôi chùa cao 2 tầng, có tổng diện tích 800 m². Tầng trên là khu tam bảo và các ban thờ. Tầng dưới là các phòng chức năng cùng hội trường rộng với sức chứa 300 người. Chùa tọa lạc giữa mảnh đất rộng gần 1 hecta, thuộc sở hữu chung của cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Bản vẽ thiết kế thực hiện tại Việt Nam, nhưng tính toán kết cấu thì do một công ty Ba Lan đảm nhiệm. Xung quanh chùa sẽ có khuôn viên và hồ nước mô phỏng y hệt như một ngôi chùa ở Việt Nam. Đây là một cái sự kiện lịch sử đối với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu
nói chung và tại Ba Lan nói riêng. Cái ngôi chùa được hình thành trong tâm thức của bà con mình hàng chục năm, nhưng hôm nay cái viên đá đầu tiên mới được thiết lập. Những ngày đầu chúng tôi có mặt tại đây, 5-6 năm trước, bà con mình trong tâm tưởng á, vẫn hoài vọng về quê hương với mái chùa cổ kính rêu phong, với tiếng chuông chùa và với lời kinh câu kệ, nhưng đó chỉ là trong dư âm, trong tâm tưởng. Và cái khát khao để có được một ngôi chùa cháy bỏng trong lòng người, và suốt nhiều năm nhiều tháng để đi khắp các vùng miền để đem ánh sáng Phật pháp đến với bà con, và bà con đã ngộ ra được cái chiều hướng phát triển của đạo Phật, nó gắn liền với cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam và với cái đồng tâm hiệp lực của bà con. Toàn bộ số tiền dành để mua đất và xây cất chùa Nhân Hòa là do cộng đồng người Việt tại Ba Lan và một số nước lân cận đóng góp. Số tiền quyên góp được cho đến nay mới chỉ đủ để xây phần thô. Do vậy, ban vận động xây chùa vẫn tiếp tục kêu gọi Phật tử và cộng đồng người Việt phát tâm công đức. Đóng góp của bà con cộng đồng trong thời gian chúng qua vừa qua cũng rất là lớn, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ đủ để mua đất và một phần trong cái việc mà xây dựng cái thềm ban đầu. Thời gian sắp tới chúng tôi sẽ còn phải đòi hỏi một cái lượng kinh phí rất là lớn, và cái kinh phí này thì nó cũng là chờ đợi ở tấm lòng thành kính của tất cả bà con chung sức chung lòng chung lực thì mới thành công. Tôi nghĩ ngôi chùa mà xây dựng thành công trong tương lai chính là cái sức mạnh, chính là cái thành tâm của toàn bộ cộng đồng chúng ta. Tại Ba Lan hiện có khoảng 20.000 người Việt Nam làm ăn sinh sống với đủ ngành nghề và đã phát triển qua nhiều thế hệ. Cũng giống như người Việt ở nhiều quốc gia khác, người Việt ở đây không phải lúc nào cũng đoàn kết, nhất trí được với nhau. Lễ khởi công xây chùa Nhân Hòa trở thành sự kiện trọng đại của toàn thể cộng đồng. Chùa Nhân Hòa sẽ là hình ảnh cho một cộng đồng có tri thức, niềm tin, lẽ sống và văn hóa riêng. Việc xây dựng chùa dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm sau. Chùa Nhân Hòa sẽ là điểm nhấn trong quần thể trung tâm văn hóa tâm linh của người Việt tại Ba Lan trong tương lai, với nhà văn hóa, hội trường, nơi vui chơi, nhà nghỉ cho du khách. Đây sẽ là nơi gắn kết cộng đồng người Việt tại nhiều nước Đông Âu trong những dịp Phật sự và cả trong những ngày lễ Tết cổ truyền. Nơi nơi có thể truy cập. Nhanh chóng giao dịch. Nâng cao hệ thống bảo mật. Truy cập nóng 24/24. Exibank Internet Banking, dịch vụ ngân hàng 4N tiện ích. Thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam dù ở đâu trên khắp thế giới, bằng những cách thức, những việc làm khác nhau, đều đã, đang và sẽ góp sức mình vào việc gìn giữ bảo tồn văn hóa Việt. Với ông Đào Quang Vinh, một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, cách mà ông lựa chọn chính là duy trì, gìn giữ đời sống tâm linh của người Việt nơi đất khách quê người. Thông qua việc tổ chức những hoạt động về Phật giáo, ông còn góp phần kết nối người Việt ở Đức và ở Việt Nam. Mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ ông qua phóng sự sau. Ở Đức, ở Việt Nam, người đàn ông này vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Đức. Cứ khoảng 2 lần trong năm, ông có mặt ở Việt Nam. Không còn bận việc đời mà hoàn toàn bởi việc đạo. Cộng đồng người Việt tại Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức biết đến Đào Quang Vinh bởi những hoạt động sinh hoạt Phật giáo cho bà con tại đây. Họ có thể là Phật tử, người Việt hay cả những người bạn nước ngoài
chỉ với mong muốn tìm hiểu về triết lý nhà Phật cũng đều có cơ hội tham gia các hoạt động. Đó là những buổi thuyết giảng Phật pháp tụng niệm giúp bà con hiểu hơn về những triết lý cuộc sống và thoát khỏi khổ đau trong nhân thế. Những hoạt động như thế này đã phần nào đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Việt xa quê. Xin chào anh Vinh ạ. Thưa anh Vinh, thì không biết là cơ duyên nào đã đưa anh đến với cả đạo Phật ạ? Lúc đó tôi đang làm ăn và gặp một thất bại rất là lớn. Thì mình cảm thấy nó chơi vơi. Sau đó có những cái nhân duyên nữa là tôi đọc được cuốn sách. Cuốn đó là cuốn Long Thơ Tịnh Độ. Nghe thấy là một cái sự mầu nhiệm và mình có thể tìm được một đường để giải thoát. Cho nên là lúc đó tôi rất là xúc động, lập tức gọi điện về Việt Nam để mua giúp một cái quyển Long Thơ Tịnh Độ đó. Thì cũng phải mất mấy tháng sau thì bắt đầu mới mua được, và tôi ngấu nghiến tôi đọc cái cuốn đó. Từ đó bắt đầu tôi mới nghiên cứu thêm nữa về đạo Phật. Và cũng không ngờ khi bắt đầu đặt để tâm đến để nghiên cứu, để tâm đến thì mới thấy rằng học Phật là một sự hưởng thụ tuyệt vời. Bên Đức cũng có rất là nhiều bà con theo đạo Phật. Làm sao để họ có thể biết tới được anh ạ? Dạ, tôi thì có một cái tâm từ xưa đến nay là cứ có cái gì ngon thì chia sẻ mọi người. Thế là khi mà tôi thấy được một cái hay như vậy thì trước tiên là hướng cho gia đình, anh chị em trong nhà, rồi vợ con, rồi những người bạn thân thiết với mình. Từ một cái nhóm như vậy thì cứ dần dần phát triển lên thì người ta mới thấy thì có cái gì đó. Có những người họ gặp cái sự bất trắc trong gia đình, tức là gia đình rồi là làm ăn họ có gì bất trắc thì họ lại muốn tìm đến một cái sự tĩnh lặng trong thâm tâm, thì họ lại tới họ hỏi chuyện thì cũng nhờ là tôi chịu khó, tôi ngồi tôi nghe các bài giảng của quý hòa thượng, quý thầy, rồi đọc những cuốn sách của các ngài viết ra thì bắt đầu mới mình cũng chia sẻ thì họ thấy rằng hình như có giúp đỡ được cho họ, họ an lòng hơn. Thì bắt đầu dần họ cứ tiến tới dần như vậy và tới thường xuyên hơn để cùng nhau, mình gọi là cùng nhau tu tập với nhau. Thì dần hình thành như vậy trong cả một cái quá trình. Ở Đức thì là cái hoạt động của đạo tràng Liên Hoa được triển khai như thế nào? Chúng tôi cùng với nhau tu tập, cùng nhau hướng dẫn về giáo lý của đạo Phật và đồng thời cùng nhau tu thân. Tức là mình không những chỉ có lý thuyết, là mình chỉ đọc về giáo lý, nhưng khi tu rồi lại còn là mình nghe giáo lý nhưng mình lại còn phải tu tập, tức là hành trì. Lâu lâu là có một dịp nào quý thầy đi qua mà các ngài có được thời gian thì ghé qua chia sẻ một chút. Còn hầu như là chúng tôi dùng video và các sự thuyết giảng để cho Phật tử nghe, và những cái gì thì chúng tôi thường chia sẻ với nhau. Ví dụ trong lúc tu tập thì có những cái gì đó mà mình thấy vướng mắc thì mọi người đặt ra câu hỏi rồi chúng tôi cùng nhau chia sẻ với nhau, tức là mình cùng hướng dẫn nhau như vậy. Mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật pháp và kết nối bà con người Việt trong và ngoài nước, những năm gần đây Đào Quang Vinh thường trở về Việt Nam tham gia các buổi thuyết giảng, tụng niệm và phóng sinh cùng đạo tràng Liên Hoa. Đào Quang Vinh cũng học hỏi thêm kinh nghiệm tổ chức các khóa tu mùa hè cho trẻ em trong nước. Cuối tháng 6, Đào Quang Vinh đã đến tham dự khóa tu cho 600 bạn nhỏ tại chùa Cự Linh, tỉnh Hải Dương. Đây là một khóa tu mùa hè hướng các bạn đến với lối sống hướng thiện. Tất cả các tôn giáo thì đều hướng con người đến một cái mục đích là sống tốt hơn và mang lại hạnh phúc hòa bình cho nhau. Nhưng mà với đạo Phật thì gắn liền với cái văn hóa dân tộc của người Việt Nam. Qua đó các bạn có thể qua cái việc tìm hiểu về giáo lý đạo Phật, các bạn có thể hiểu được cái văn hóa cũng như cái bản sắc dân tộc của nước Việt Nam. Cùng suy nghĩ đó, sau khi tham dự khóa tu tại đây, Đào Quang Vinh đã có những dự định riêng của mình. Cách tổ chức ở chùa Cự Linh rất là tuyệt vời, khiến cho tôi vô cùng xúc động. Và tôi cũng thấy được một số những điểm trong ban tổ chức có
những sự bố trí rất tốt, mà điều này chúng tôi cũng cần phải học hỏi thêm. Hàng năm chúng tôi cũng có một tuần tu vào mùa hè, cũng năm nay sẽ là năm thứ ba, nhưng để riêng cho các em nhỏ thì tôi cũng đang trong một cái ý định và đang hình thành, chưa tổ chức riêng cho các em nhỏ được, nhưng cũng được sự ủng hộ rất nhiều của cha mẹ, các bậc phụ huynh của bên Âu Châu. Chắc là vào cái dịp Noel tới này, khi được nghỉ, tôi sẽ bắt đầu tổ chức những buổi những khóa đầu tiên cho các em nhỏ, để dạy cho các em về văn hóa Việt Nam, dạy cho các em các nghi lễ trong Phật giáo, để cho các em luôn luôn vẫn hướng về Tổ quốc, vẫn nhớ về nơi chốn tổ của các em. Một câu hỏi cuối muốn dành cho ông Vinh là những cái mong ước và mong muốn, dự định của ông trong tương lai. Một cái mong muốn của tôi và cũng có một số người cũng là một cái sự trăn trở. Bởi vì chúng tôi là ở xa xứ. Nhiều khi một người sống ở đây nhưng cách khoảng có khi mấy cây số mới gặp một người khác. Thì hiện giờ nó cũng đang có một cái vấn đề xảy ra là một người con cái lớn rồi đi hết, về hưu sống một mình, nhưng rất muốn một cái sinh hoạt cộng đồng, rất muốn một tâm linh. Và đặc biệt các cụ nhà mình cũng có cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa. Các cụ muốn vui ở cảnh chùa nhưng tìm đến không có. Thì tôi rất là mong muốn sẽ xây dựng đấy một cái khu, mà cái khu đó làm sao để tổ chức là các cụ sẽ tới đó mướn các cái căn hộ. Bởi vì bên đó có nhà nước bảo trợ cho những căn hộ, các cụ mướn một cái căn hộ ở đó và mình hình thành một cái đạo tràng nho nhỏ để cho các cụ có thể tới đó sinh hoạt và gửi linh hồn mình cho cái đạo tràng, để khi mà một người này ra đi, đã sẵn sàng ra đi và vui vẻ chấp nhận cái sự ra đi, bởi vì họ sẽ được giúp đỡ, sự giúp đỡ của những người đồng tu khác. Thì tôi sang đợt này cũng đăng ký để đi theo một cái khóa dạy của người Đức. Họ dạy mình, tức là người Đức thì họ có là dạy một cái khóa những người hướng dẫn cận tử nghiệp. Tức là mình dịch nôm na thế, tức là những người này làm công tác tinh thần để cho những người mà bệnh nhân họ giống như mình gọi là bác sĩ trả về, gọi là chờ chết. Họ làm sao sống những quãng đời còn lại vui vẻ, hưởng thụ một cái cuộc sống này mà họ không phải là sự lo lắng. Bởi chính vì cái sự lo lắng của họ mà tinh thần họ sụp xuống, mà làm cho bệnh tình họ sẽ tăng lên. Thì tôi sẽ học như vậy để áp dụng cùng với đạo Phật, làm sao vừa khoa học vừa tâm linh, giúp cho những người khi mà họ gặp những cái trường hợp như vậy, con cái có khi không lo được, nhưng họ tìm thấy một cái niềm an vui và họ ra đi làm sao nhoẻn miệng cười. Xin cảm ơn ông. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương mục gặp gỡ khán giả tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc xin hãy gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email vtv4a@vtv.vn hoặc địa chỉ chương mục gặp gỡ khán giả, phòng chương mục tiếng Việt, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Ngoài ra, quý vị cũng có thể vào website www.vtv4.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.